Rồi. Coi coi. Đầu rất tài nhiệt rồi em. Em go. Em go. Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, Y and K Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Y&K Adventure. Này, sáng nay dậy là có xôi bắp và mình nấu nè. Này, hành phi, mỡ hành, cho thì hành phi vào nè, là bà chết bà chết. Xin mời cả nhà nhá. Rồi Quân đi săn gà. Hôm qua đi bắt gà nên câu nhiều quá, cho nên là giờ đổi chiến thuật cho mấy bạn trẻ trải nghiệm đi cao gà. Đây là lần đầu các bạn này đi cao gà. Đi câu gà này á, thì thường đi những cái lúc mà thủy triều mà thì sẽ kiếm gà nên mấy cái chỗ trong rêu. Trước khi bắt gà là phải trải qua cái cảnh lưới bùn này nha mọi người. Thực ra là tụi mình không chủ định đi cao gà đâu, nhưng mà tại vì cái chỗ tụi mình thuê á là cái biển ở trước nhà luôn, cho nên là muốn kéo đồ đi xuống đây để mà trải nghiệm cho vui thôi. Thế nếu mà đi mà đủ cái chỗ cao gà á là kiểu khác đó. Tại chỗ này thì nó lún nấp, nhưng mà tại vì dẫn mọi người đi để mà trải nghiệm cái biển cho vui thôi. Ban đầu mình tưởng hay địch là chó nhà mình sợ nước, nhưng mà anh này đi tắm biển là khoái cả, ghê lắm. Đi mà cao ghé là đi lúc nước xuống này là la như thế này này đó, qua mắt cả chân chút xíu thôi. Xong cái bên đầu bây giờ là đi kiểm cái chỗ rong rêu á, rồi dùng cái que cao để mà gạt nó ra. Xong cái bên này á là làm một cái xô như anh này này. Anh này là anh chiến LS đó, có cái thùng kéo đi, xong rồi có ghé là thả vào cái thùng này thôi. Anh đập trái ơi! À đó! Nước trong mọi người thấy mấy con gà con nó bơi được dưới á. Đó là lúc này cái con gà mình bắt bằng tay á, là y chang như vậy thôi. Mà nó to hơn, cho nên thấy cái càng là dơ lên cũng khá sợ. Đây là bơi nhanh lắm, bơi gì nước nhanh lắm. Rồi! Em go. Em go. Em go. Cái đó nha, mà bị mất càng. Yeah. Bây giờ có một thấy. Yeah, baby. Bây giờ đi đâu? Con này đủ chưa cần con. Yeah. Không. Ok. Không con. Này, thầy này dơ cái càng chỉ chân anh á. Đó. Yeah. Dài chứ. Đó. Mọi người đi bắt ngoài này khá đông. Ô, có con cá đánh vô xác này mọi người. Con này là bảo tồn nha. Ô, con cá. Con này là như cái đan á.
nhóm bên này đang bắt được một rổ Razor Clam. Đó. Con này từ trước mình có ăn thử một lần ở cái Oyster Farm này. Ở trong á, cái cùi của nó ngọt lắm, ngọt lim luôn. Và cái Ben này, cái Benny này. Benny bắt được một đống luôn. Đây, con ghé đầu tiên của vợ mình Cao. Cao bằng Cao nhá. Đó. Benny vừa bắt được con rồi này. Đây, Benny vừa bắt thêm con nữa. Bây giờ check size nha. And if you go together, maximum 75, I think. Yeah, maximum 75 for the whole group. Yeah. Nah, we're from Melbourne. Yeah, because we have a YouTube channel. Go and catch things and share for people. Yeah, so if you want to look up YNK Avenger. Cao thêm đèn con này. Cao này thì vất vả hơn cái câu nhiều, nhưng mà nó vui. Lộn ba. Ấy hả? Là là là. Chú Bình ơi. Trời. Đập ra cái kia của chiến. Mẹ ơi! Mẹ! Chiến có cái thước đó lên người luôn. Đây đây đây. Đó lên tay đây, đó lên. Đây. Blue crab. Chưa phải. Đánh rồi. Anh bán là chắc chắn được. Được được được. Vô luôn. Thấy không? Nhìn kìa. Xin tổng kết mọi người, hai thứ hai của chúng mình. Ngày là đi cao ghè, thêm một con được là sò mai, đã qua trời qua đất luôn. Nhưng mà đồ bảo cũng khá nhiều. Anh em bây giờ người bị của anh bị chết. hôm nay đi cao ghè là đồ bảo khá nhiều, thật vương á. Cho nên mọi người mà đi cao ghè thì nhớ sắm cái bộ đồ mà có cái chai bên dưới á, nó bị một tổng người á. Còn câu thì mua cái chai đi rồi thì nó tắt thì nó còn cái nó sẽ bị đắp chân mà nó cũng bị mất khi mà nó luôn được thì bị bạc sẽ được nhiều hơn. Đấy, tụi mình thì bạc tài nhiều như thế này đó. Cảm ơn anh em đã hy sinh đổ máu để bổ sung thêm bữa ăn hơn nhiều cho tất cả mọi người. Đây, đi chơi cầu biển Bò Huế, Cô Tiên, ngon bà chè bà chè. Thơm nhất đấy khác. Bữa trưa của cả gia đình này. Bình Bảo Huế. Xin mời cả nhà. Tình hình chiến sự hôm nay hơi bị ảm đạm mọi người ạ. Ghé thì cũng bắt được một con nào luôn. Con mực á là cả buổi chiều chỉ câu được hai con.
Đó, cho nên là tụi mình hiện tại là đã thu hết lòng ghé rồi. Xin giới thiệu với mọi người, đây là bữa cơm thân mật của gia đình. Có món gao ủ muối của cô Vi. Đấy. Đây là bữa trưa cuối cùng. Ngày mai tụi mình trở về Mao Bân rồi. Hôm nay thời tiết khá nóng cho nên là lúc sáng có đi tắm biển à. Giờ sẽ ở nhà ăn nhậu. Bữa ăn hôm nay là có thêm món gà ngâm tương này, mực ngâm tương này, rồi còn trứng ngâm tương nữa. Gà với mực này á, gà với mực này là tụi mình câu lên ngâm được 3 ngày này. Hôm nay là thấm này, câu sống về luôn á, câu sống tươi cực kỳ tươi luôn. Cái này mà cái không tươi nữa chắc không biết gì mới tươi nữa. Cái này mà tươi số 2 thì không biết cái gì tươi số 1. Đây cho mọi người xem này, quá hấp dẫn luôn. Đó, nếu mà mọi người mà đi bắt gà phải đi câu mực mà cỡ 3-4 ngày á, thì hôm đầu tiên á là mình khuyên mọi người là đem gà về mực đi ngâm tương như thế này á, là cái hôm mà gần về á là có ăn là quá ngon luôn. Đó, quá hấp dẫn ha. Cho em trai review quả gà ngâm tương à. Đó, cái đó là cái mình gà đúng không? Cảm nhận là thiệt nghe. Xíu quá ngon. Không tan. Béo. Béo không sao mà. À hả? Nước tương đặc đặc. Ừ. Mực luôn chứ, mực luôn. Rồi. Review thiệt tinh nha, thêm miếng nữa. Miếng nữa mới biết. Chấm con đất sốt. Cho vô. Miếng không? Thấy chưa rõ vậy? Rõ. Không biết sao nào. Thôi má ơi đi. Không không. Chúng ta mình tương đối khác. Cái đó để được. Ngon đi. Hôm nay trời nóng quá cho nên là tụi mình chỉ có đi tắm biển thôi. Ra ngoài biển tắm vài vòng xong rồi tính ra là tắm 2 lần nữa. Buổi sáng tắm xong rồi bị trưa tắm nữa. Chừng thôi ở nhà nóng chứng rồi. Đây là bữa ăn tối, bữa ăn cuối cùng của tụi mình. Hôm nay có món bánh canh cua. Thực ra là bánh canh gà, tại vì gà này là bắt xong rồi nấu luôn. Đây, bánh canh cua, quá chất lượng luôn. Bên này có quẩy nữa này. Đây là tô bánh canh gà. Tụi mình đi bắt rất là tươi luôn. Xin mời cả nhà. Có quẩy nữa ăn là bà chế bà chén luôn. Quẩy rất ngon. Quá ngon. Xin chào mọi người. Sáng nay là cái sáng cuối cùng của đoàn tụi mình trong chuyến đi chơi South Australia, đi bắt gà với câu mực. Kết thúc chuyến đi này vòn vẹn có mấy ngày thôi, nhưng mà chuyến đi là rất là nhiều cảm xúc. Thì qua những cái chuyến đi này á, thì mình mới cảm thấy ý nghĩa về cái việc làm YouTube để chia sẻ cho mọi người. Thì bên cạnh đó cũng lưu lại kỷ niệm cho mình và cả nguyên nhóm, để rồi 1 năm, 2 năm sau đó coi lại á, thì có những cái kỷ niệm nó ùa về. Thì nhân tiện đây, YNK Adventure và Chili Lifestyle VB Journey xin kính chúc mọi người 1 năm mới an lành, an khang thịnh vượng và mọi điều may mắn. Chúc cho mọi người sức khỏe luôn dồi dào và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mọi người xem video nếu mà thấy hay thì nhớ ủng hộ cho tụi mình bằng cách là đăng ký kênh, giúp đỡ tụi mình phát triển, và like, share, comment ủng hộ cho tụi mình với nhá. Thực đơn sáng nay của tụi mình thì rất là đơn giản, chỉ có giày pha mì khô rồi tranh thủ ăn rồi lên đường thôi. Đó. Đi chơi thì có những lúc là ăn uống cũng quan trọng lắm, chỉ có ăn no để mà đi thôi. Chứ sáng sớm mà nấu nướng là nó cũng mất thời gian. Đấy, bây giờ tụi mình ăn uống xong á, thì tụi mình sẽ lên đường trở về Melbourne.
mì khô bữa sáng của tụi mình. Xin mời mọi người nha. Ăn uống đơn giản như thế này thôi. Trước khi tụi mình lên cao tốc á, thì anh em tụi mình dừng lại để đổ xăng ở đây kỳ tháo này. Ở ngay local luôn. Trước khi chạy đường xa, chụt lên cao tốc đi chắc khoảng 3 tiếng rưỡi á, sẽ dừng xe lại đổ một lần nữa. Đây là điểm dừng chân đổ xăng đầu tiên của tụi mình. Cái này là cái cây xăng OTR ở khu vực Border Town. À, chỗ này được cái là nó rất là rộng rãi nhé. Và có chỗ để cho chó đi toilet á. Đấy, anh bạn nhà mình đây. Đó, thì rất là tiện luôn. Có sân cỏ để cho chó đi toilet. Nhưng mà bị một cái á, là khi các bạn dừng ở đây này, thì mình khuyên các bạn nên cân nhắc nha. Tại vì chỗ này thuộc dạng cây xăng bứa, cho nên rất là đông. Đi toilet là xếp hàng cỡ khoảng 10-15 phút á. Order đồ ăn cũng lâu nữa. Cho nên á, nếu mà được á, thì các bạn set ở map là đổ trước cây xăng này hoặc là sau cây xăng này thì mình nghĩ là đỡ hơn. Còn bạn nào mà muốn tới đây mà nghỉ ngơi á, thì đâu ở đây cũng được. Mình vừa dừng lại đổ xăng lần thứ 3 trong cái chuyến đi này. Lúc đi về thì theo như trong map á, thì hiện tại chỉ còn hơn 1 tiếng nữa thôi là về tới nơi. Thì lúc sáng tụi mình khởi hành á, để đi về á, là 8:45. Và trong cái map hiện tại bảo là 8:46 buổi tối là về tới nơi, là khoảng 12 tiếng là cả đi cả nghỉ đó. Thì hôm nay nghỉ là 3 lần đổ xăng. Đó. Thì bữa trước đi buổi tối thì nhanh hơn. Bữa trước đi buổi tối là cỡ khoảng hơn 10 tiếng á. Còn bữa nay hôm nay đi á, thì khá là đông xe, cho nên là mỗi lần overtake đổi lane á, thì khá mất thời gian. Vậy mình thấy đi buổi ngày á, thì nó nóng hơn, nó không thoải mái bằng đi buổi tối. Nếu mà các bạn nào muốn đi chơi á, mà có thể chạy đêm quen được rồi á, thì buổi tối trước khi chạy ngủ cỡ khoảng 2-3 tiếng là chạy xuyên đêm là không vấn đề gì cả. Còn bạn nào mà sức khỏe mà không cho phép thì chưa chạy quen mà muốn thử chạy buổi đêm thì nên nghỉ cho đủ, chứ không là rất là nguy hiểm khi chạy buổi tối nhá. Xe cộ này, kangaroo này đó. Còn bạn nào chạy mà cảm thấy chưa tự tin nữa thì nên chạy buổi ngày để thoải mái hơn, không phải gấp gáp gì cả. Đó, tại vì đi chơi là an toàn là trên hết. Đó, thì bây giờ chỉ còn 1 tiếng nữa là tụi mình về tới nhà rồi.